sữa đậu nành Farmy, thêm đạm thực vật, thêm cân bằng cuộc sống. Hồi đó bọn mình ngồi bắn đi ngoài ngõ, 1900 hồi đó cuộc sống tuy nghèo khó, nhiều thứ mua chẳng có. 1900 hồi đó mẹ ngồi chè tống bên quạt gió. 1900 hồi đó một bữa cơm thịt kho là rất chi này nọ. 1900 hồi ấy cả bọn ngồi gấp con hạt giấy. 1900 hồi ấy nào lá thư chuyển tay, nào đá câu nhảy giấy. 1900 hồi ấy nhà nào mà có đầu may là nhất rồi đây, cả xóm tụ về đây ngồi biết xem cả ngày. Những lúc bé thơ là la 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 la, cứ nghĩ cứ nhớ thế thôi, là la 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 la, nhớ quen tóc với bạn bè, nhớ lời hứa với cha mẹ, nhớ khi ta từng sống hết mình vì đam mê. Cuộc sống cứ thế trôi làm ta quên, làm ta quên, quên đi ta cũng biết rung động và cũng từng thương nhớ. Quên tình yêu có ban đầu, ta vừa trao tiếng yêu đầu nhưng như chẳng gật đầu. 1900 hồi đó bọn mình ngồi bắn đi ngoài ngõ. 1900 hồi đó cả lũ chung một ngõ, mỗi tối ăn mì gó. 1900 hồi đó mình chẳng quên ngày đó. Ngày cả lớp buôn xo ôm nhau khóc thật to, ngày chia tay học trò. Hey, tay mọi người đâu hết rồi ạ? Bên phải đâu mà? Bên trái đâu mà? OK. Những lúc bé thơ là la 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 la, cứ đi cứ nhớ thế thôi, là la 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 la, nhớ khoảnh khắc với bạn bè, nhớ lời hứa với cha mẹ, nhớ khi ta từng sống hết mình vì đam mê. Cuộc sống cứ thế trôi là ta quên, là ta quên. Quên đi ta cũng biết rung động và cũng từng thương nhớ. Quên tình yêu thuở ban đầu, ta vừa trao tiếng yêu đầu nhưng như chẳng gật đầu. 1900 hồi đó. Ủa sao đang ngủ trễ vậy? À, con cũng đang sắp quay, còn quay đang ở Phan Rang. Gọi hỏi mấy nay cái răng đỡ chưa mà? Thì răng thì đâu có gì đâu. Ăn ngon miệng chưa hay là vẫn còn chắc cũng phải để từ từ có cái sức lực đó con ơi. Nhưng mà mấy ngày nay cũng ăn đủ ba bữa bình thường à? Thì bố phải chia ra nhỏ ra thức ăn vậy đó, ăn mới được chứ không thôi không ăn thì nó cồn cào. Tự nhiên cái mua về cái ăn không được. Vậy hả? Đồ sao khó vậy ta? Giờ sữa con uống vậy thôi, mà có gì đâu. Mà anh Thắng có gửi cái sữa cho bố rồi đúng không? Rồi, sữa rồi. Chúng là nếu mà ngán ăn quá thì thôi ăn, cứ uống ngày 2 rồi. Đúng rồi. Rồi, ủa con đi Phan Rang như nào con mới về? Mai con quay xong là ngày mốt chắc chưa đi xe về luôn. Có gì ngày đó thì em gọi cho ha, quay cho. Ok. Vậy thôi, vậy con đi tập luôn nha bố. Rồi, ok. Rồi, con phim ngủ ngon nha. Dạ vâng. 1900 hồi đó là cuốn phim thật cũ. Nhiều lúc ta bỏ quên, chẳng mấy khi bật lên, nhưng mãi luôn ở đó. 1900 hồi ấy đã chưa xa như áng mây. 1900 hồi ấy
là chiếc quạt giấy làm mát tâm hồn ngày.